Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Đây là bài viết Công phá mảnh đất sáng tạo được chia sẻ bởi Phương Vũ, founder và director của NTNT Art trong cuốn sách Người trong muôn nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đường link ở dưới phần mô tả. Nhắc tới lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo, có lẽ nhiều người cho rằng là cần là con nhà nòi, cần thông minh, cần có năng khiếu, cần có quan hệ và học hành bài bản để thành công. Vậy, nếu tay không bắt giặc, liệu bạn có thể dấn thân vào con đường này? Go with the flow. Hello mọi người, đây là bài chia sẻ của Phương Vũ, Creative Director của NTNT Art, Media Team chuyên sản xuất hình ảnh và video, đồng thời cũng là sáng lập của Nirvana Streetwear, thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ. Để bắt đầu với chuyện làm nghề của mình muốn mở đầu bằng hai chữ cứng đầu. Phải, mình rất cứng đầu, rất bướng mình. Hồi cấp 2, mình đi tập hip hop vì thấy bạn mình trông rất là ngầu. Từ đầu, mình không hẳn là thích bộ môn này đến thế. Nhưng rồi bố mẹ mình lên tận chỗ cấm tập. Việc này như kích hoạt cái tính năng chày cối trong con người mình. Càng cấm thì mình càng theo. Lúc tập, không có tiền mua quần áo nên mình bắt đầu buôn quần áo, đi nhặt đồ second hand để bán lại. Đến lớp 11-12, mình tìm cách mua di động, rồi sau đó buôn di động luôn. Cần xe máy thì tìm cách bán xe máy. Mình xoay sở khá tốt trong những hoàn cảnh như vậy. Mình bị đuổi học khỏi trường cấp 3. Ngôi trường cuối cùng mình học là dành cho học sinh cá biệt. Cả khối 12 có tầm 24 học sinh, nằm dưới hầm của Đại học Nguyễn Trãi. Trong trường, mình gặp những người bạn tuy là mất dạy nhưng mà rất thật. Mặc dù quý chúng nó nhưng mà mình nhận ra bản thân mình không muốn giống như vậy. Và mình bắt đầu tập trung để ôn thi đại học. Lúc đấy, mình nghĩ nếu mà không đạt được các thứ cơ bản như mọi người thì mình không có quyền được phá cách. Mình quyết tâm thi đại học đến cái mức 3 tháng ôn thi gần như mình không ra khỏi nhà. Khi biết tin đó, bố mình còn gọi lên trường đại học 3 lần để hỏi xem thằng này nó có đỗ thật không. Chuyện đỗ đại học thực sự là khó tin với mọi người vì 12 năm học mình toàn là học sinh yếu kém. Cũng nhờ đỗ đại học, mình hình thành được tư duy nếu bản thân cố gắng thì sẽ làm được nhiều việc. Lên đại học, câu chuyện muôn thuở là thiếu tiền nên mình quay trở lại bán quần áo. Trong quá trình làm shop quần áo, mình gặp Nhi, một fashion blogger rất nổi tiếng và được Nhi hướng dẫn về nhiếp ảnh thời trang. Mình và Nhi cùng ba người anh nữa là Minh Anh, Thái Linh và Quốc Tít cùng thành lập ra Nirvana Streetwear. Sau một thời gian, mọi người đi làm công việc khác, chỉ còn mình và Thái Linh tiếp tục duy trì. Thái Linh thì vẽ artwork, còn mình thì chụp ảnh để bán trên mạng xã hội. Tuy là chỉ chụp bằng iPhone, nhưng mình cũng nhận được nhiều phản hồi khá là tốt. Từ công việc chẳng liên quan này, mình bắt đầu nhận ra bản thân có niềm yêu thích với những thứ về hình ảnh. Lúc này, việc đại học bỏ bê, mình thi trường đó chỉ vì muốn chứng minh với bố mẹ mình rằng là con có thể đỗ đại học, nên mình chẳng hứng thú gì về cái việc đi học cả. Mình quyết định thi vào trường khác và chọn đại học sân khấu điện ảnh. Thời điểm thi, trường sân khấu điện ảnh chia làm hai mảng, nhiếp ảnh nghệ thuật và nhiếp ảnh báo chí. Trước đây có một mảng nhiếp ảnh. Lúc đấy, mình tìm hiểu về nhiếp ảnh và tham gia vào group Human of Hà Nội. Thời gian đầu hoạt động trong group, mình nhận ra một điều khá là thú vị. Ta chỉ cần ra đường, bắt chuyện với một người lạ bất kỳ, mở lòng với họ, rồi quan sát, đặt được một câu hỏi đúng điểm chạm thì sẽ có nhiều câu chuyện rất hay. Mình cảm thấy thích làm báo, đặc biệt là nhiếp ảnh báo chí. Đó là chuyện chụp ảnh, còn chuyện quay phim thì cũng đến với mình rất là tự nhiên. Hồi tập hip hop, mình thấy anh em quay video hơi bị ngứa mắt. Mình hay xem mấy cái kênh nhảy hip hop, họ làm video rất căng, nên cũng thích làm ra những video như vậy. Một lần tham gia giải hip hop, mình gặp Việt, đơn giản là một thằng anh em nhờ đến quay. Nhìn nó cầm cái máy xoay xoay rồi quay quay, thấy rất hay, thế là rủ nó đi làm cùng. Video đầu tiên mình làm và viral có tên là Digital Date, hồi đó chỉ là một sản phẩm cho Nirvana mà thôi. Mình đã xếp khoảng 800 đến 1000 cái TV để quay. Dần dần, khi có nhiều người đặt hàng làm video, mình bắt đầu gặp các thành viên khác trong nhóm và thành lập nên NTNT Art. Mình cũng không biết tại sao mình cứ cố gắng làm tiếp, chỉ đơn thuần là mình muốn làm việc cùng bọn nó thôi. Vậy đấy, cái gì mình muốn thực hiện là làm, không có lý do tại sao cả. Mình là đứa go with the flow, đi tiếp chỉ vì muốn xem cái này nó là cái gì tiếp theo. Chưa bao giờ mình lên kế hoạch về việc hoạt động trong lĩnh vực hình ảnh. Chuyện làm hình ảnh, làm sáng tạo giống như là quá trình tìm hiểu chính bản thân mình. Làm đến đâu cố hết sức đến đấy, khám phá xem bản thân có thể trở thành một con người như nào. Chán trường, học đời. Đọc đến đây có lẽ nhiều bạn nghĩ
thành công là một cú ăn may. Có lẽ mình may mắn hơn một số người, như là gia đình không quá nghèo, không phải lo về miếng ăn hàng ngày, gặp được đúng người, đúng thời điểm trong công việc. Nhưng nhìn lại, ngoài sự may mắn thì mình còn có cái gì khác? Bám rễ được với công việc sáng tạo đến nay, có lẽ bởi team mình toàn những thành phần có sức chịu đựng khá là lớn. NTNT Arts bắt đầu với 5 người: mình, Việt, Mọc, Dương và Nhi. Khởi điểm, studio của chúng mình chỉ cỡ 10m2, tiết kiệm tiền mua được cái máy tính. Phòng lại bị dột, mỗi lần mưa là phải lấy ô che cho máy. Trong khoảng 2-3 năm đầu, bọn mình làm rất nhiều thứ, không từ chối bất cứ một job nào cả. Có những video cả team chỉ làm khoảng 3 triệu đồng. Mình vẫn nhớ video phim ngắn đầu tiên làm rất khổ, vì còn khó khăn nên chỉ khi nào có tiền chúng mình mới quay. Thời gian mất khoảng 1 năm. Có lần, chúng mình phải đứng trong bãi rác ở Thanh Hóa trong khoảng 5-6 tiếng. Mùi hôi đến mức chưa bao giờ mình có cảm giác sợ như thế. Vượt khó trong những hoàn cảnh như vậy khiến bọn mình tiến bộ. Thứ hai, cả team luôn nỗ lực trong công việc. Dù những thành viên trong team không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, nhưng họ là những người rất giỏi và mình rất tôn trọng. Mình bắt đầu với 5 thành viên, đến giờ đã có 8 người, gồm mình, Việt, Mọc, TK, Tuấn Anh, Khang, Poki và Huy Khỉ. Cả team cũng trải qua một quá trình dài để hiểu nhau. Bọn mình cãi nhau rất nhiều, kể cả chửi nhau, thậm chí là còn suýt cả đánh nhau. Nhưng sau đó mọi người lại luôn ngồi lại và giải quyết thẳng thắn, tìm cách lắng nghe nhau và cùng cố gắng. Đến nay, khi mình đã trải qua nhiều dự án triệu view trong lĩnh vực hình ảnh, video âm nhạc, phim ngắn, quảng cáo, chúng mình vẫn luôn làm việc ở trạng thái 10/10, công hiến 100% sức lực và trí tuệ như những ngày đầu tiên. Thứ ba là team làm việc rất có trách nhiệm. Mình cho rằng đây là yếu tố quan trọng, trách nhiệm với những người xung quanh, trách nhiệm với ý tưởng và với bản thân. Chỉ khi có trách nhiệm, bạn mới hiểu tầm quan trọng của việc bạn đang làm. Bởi để một sản phẩm hoàn thiện ra đời, nó phải trải qua rất nhiều khâu, va chạm với nhiều con người. Chỉ cần bạn thiếu trách nhiệm thì bạn sẽ rất dễ bỏ cuộc. Nên cá nhân mình khi lựa chọn một nhân sự cho team, mình không hoàn toàn đánh giá dựa trên khả năng chuyên môn của họ, mà quan trọng nhất, người đó phải có trách nhiệm và hòa đồng được với tất cả mọi người. Yếu tố cuối cùng là luôn say mê về cái sự học. Có rất nhiều anh, chị trong ngành sáng tạo đi theo con đường rất bài bản, học tại các trường đại học trong và ngoài nước, đi làm cho những công ty, tập đoàn lớn, dần dần xây dựng được những mối quan hệ, kiến thức và thương hiệu cá nhân. Còn mình là kiểu đi đến đâu thì công phá đến đấy, va vào đâu thì học ở đấy, không có lộ trình nào cả. Có thể nhiều người cho rằng là mình khác người mới có thể lựa chọn được một hướng đi khác biệt như vậy. Có phải mình có năng khiếu hay là thông minh đặc biệt? Thật ra là mình luôn bị coi là một thằng không thông minh lắm, test IQ cũng không thông minh thật. Hồi xưa ở lớp, cô giáo, bạn bè hay lấy mình ra làm ví dụ xấu. Chưa có ai nghĩ mình sẽ làm được thứ gì đó nên hồn. Cấp 3 bị đuổi khỏi 3 trường. Hồi còn học sân khấu điện ảnh, mình đúc 3 năm. Mà thật ra là bị đuổi học thì đúng hơn. Mình có in giấy đuổi học của mình trên áo bán ở Nirvana. Sau đó thì mình vẫn tốt nghiệp. Một phần vì mình không thích cái cách dạy ở trong trường. Nghệ thuật với các thầy trong trường theo quan điểm của mình là rất giả. Khái niệm nghệ thuật mập mờ như thế không thôi thúc được mình. Môi trường học thuật tuy không xấu, nhưng không phù hợp với mình. Mình nghĩ dành thời gian ra ngoài có thể học được nhiều hơn. Không phải là mình phản bác chuyện học tập bài bản, mình cũng muốn thử cảm giác được học chính thống. Cũng luôn nghĩ một ngày mình sẽ đi du học, học một trường art nào đó để tìm hiểu thêm về nghề. Nhưng trong thời đại mạng xã hội và internet phát triển như hiện nay, bạn chỉ cần có tư duy muốn trải nghiệm và học hỏi thì sự học sẽ ở khắp mọi nơi. Sự học đầu tiên không phải đâu xa, đến từ chính công việc bạn làm. Trong team mình, một người có thể làm rất nhiều nhiệm vụ. Nhân sự chính là có 2 bạn làm editor với cả VFX, một bạn vẽ animation, một bạn làm 3D với graphic, một bạn làm AI, một bạn vẽ artwork với cả creative. Cá nhân mình hiểu được gần như mọi khâu từ edit, VFX, stylist, art director, đạo diễn, chụp ảnh. Nếu muốn làm hình ảnh thì bạn nên thử hết các vai trò trong một ekip. Vì rất nhiều trường hợp bạn nghĩ ra ý tưởng hay ho nhờ hiểu về khâu sản xuất. Khi trải qua cảm giác của đạo diễn hay là của quay phim, bạn sẽ hiểu được cái tinh tế của họ khi xử lý một vấn đề. Chẳng hạn, một cái động tác máy của người quay phim cũng có thể châm ngòi cho cả một ý tưởng thú vị. Nếu biết tất cả về nghề, bạn có khả năng rẽ nhiều nhánh để đi làm phong phú tư duy. Một sản phẩm tốt không phải là do một người, mà là thành quả của cả team. Vì thế hãy lắng nghe tất cả rồi chắt lọc góc nhìn để đưa ra những ý tưởng phù hợp. Sự học còn nằm ở cách bạn nhìn mọi vật trong cuộc sống xung quanh. Ví dụ, khi học vẽ,
người mới học có xu hướng vẽ mắt, mũi, mồm to hơn trán và má. Đó là những thứ bộ não con người thiên vị và đưa vào khuôn mẫu, thiếu sự phân tích. Hay việc phân tích màu chẳng hạn, bạn nghĩ nước biển màu xanh, nhưng thực tế nó là tổ hợp màu có cả đen, vàng, xanh lá cây. Mỗi con người sở hữu những trải nghiệm, cảm xúc riêng biệt. Vì thế, khi tiếp xúc với một vật, họ sẽ có những đánh giá, những cảm nhận riêng biệt. Khi bạn nhìn một thứ gì đó đúng nhất về nó, bạn sẽ phải học rất nhiều thứ, trải qua nhiều cảm giác để phân tích nó được rõ ràng. Mình có khả năng đơn giản hóa mọi chuyện để chắt lọc và ứng dụng kiến thức của mảng này sang mảng khác, không có giới hạn. Ví dụ, việc mình buôn bán từ năm lớp 7 đến lớp 12, hay việc mình làm báo, khiến cho mình có khả năng giao tiếp. Kỹ năng này giúp mình rất nhiều trong công việc đạo diễn bây giờ, nói chuyện với diễn viên, khai thác nhân vật, v.v. Tư duy của mình khá là linh hoạt, luôn tìm cách ứng biến, học hỏi từ mọi thứ. Sáng tạo là logic. Hiện tại, ngoài việc phụ trách công việc về mặt sáng tạo, mình cũng kiêm cả phần làm việc với khách hàng để đảm bảo doanh thu cho cả team. Hai vai trò này đôi khi cũng đối lập nhau trong con người của chính mình. Khi làm những đơn hàng về quảng cáo, mình tôn trọng thương hiệu của họ, phải tìm cách vừa đạt được hiệu quả thẩm mỹ theo cách nhìn của mình, vừa làm hài lòng yêu cầu, định hướng của khách hàng. Thế nên, rất nhiều khi hai bên không hiểu nhau, nhưng là quảng cáo mà, khách hàng trả tiền để mình làm, đó là một phần của công việc và mình cần chấp nhận. Còn khi làm những thứ cá nhân thì bạn muốn thế nào chả được. Nhiều nghệ sĩ mình gặp, họ chỉ có thể tin vào bản thân và nghĩ rằng cách của họ làm là đúng. Mình rất tôn trọng họ bởi có một số người rất giỏi và đúng là thiên tài. Nhưng đa số chúng ta thì không phải như vậy. Làm hình ảnh là công việc chuyển hóa những tưởng tượng trong đầu thành những thứ hữu hình. Và việc tái tạo lại cảm giác, màu sắc từ suy nghĩ đến thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì thế đối với mình, chắc chắn đây là công việc rất khoa học, cần sự luyện tập rất nhiều chứ không phải là bay bổng. Mình không được tin bản thân quá nhiều, phải nghe từ nhiều phía, đấu tranh với cảm giác không có cảm hứng. Vì dựa dẫm vào cảm hứng là bạn đang tự giết chính mình, bị phụ thuộc vào nó, cảm hứng phục vụ bạn hay bạn phục vụ cảm hứng đây. Mình nghe nhiều người bảo, thằng này làm video chắc dùng nhiều chất kích thích lắm nhở. Thực ra thì mình không dùng bất cứ thứ chất kích thích gì, hiện tại mình cũng đã bỏ cả thuốc lá và thuốc lào. Việc đưa bản thân vào trạng thái kích thích, thức đêm nhiều sẽ dẫn cơ thể đến trạng thái mất cân bằng và đưa não bộ của bạn vào khuôn mẫu. Còn nếu kiểm soát được cảm xúc, sẽ đến lúc bạn lôi được nó ra ngoài và đẩy nó đến cực điểm. Quá trình luyện tập sẽ rất khó khăn, nhưng khi tập được, bạn có thể điều khiển nó. Mình nghĩ trình độ của một người nên được đánh giá khi họ ở trạng thái bình thường, không có gì cả. Chẳng hạn, một hiệp sĩ trong hoàn cảnh buông hết kiếm và khiên thì vẫn còn khả năng chiến đấu. Chỉ là khi được trang bị đầy đủ, anh ta trở nên thiện chiến hơn mà thôi. Suy cho cùng, cả cuộc đời ta là để tìm hiểu và khám phá bản thân, để thỏa mãn và vui vẻ với những gì ta nghĩ, ta làm, để được trưởng thành qua những điều đúng sai. Hành trình ấy kỳ thú và đầy ắp sự ngạc nhiên, không đáng thử hay sao? Và đó là những chia sẻ của Phương Vũ, founder và là director của NTNT Art. Nếu các bạn thích bài chia sẻ này, các bạn có thể mua cuốn sách Người trong một nghề ngành sáng tạo và nghệ thuật có gì để ủng hộ chúng mình và Phương Vũ. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ một video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room. Còn mình là Pink Dot. See ya.